Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Đúng là toang rồi mọi người ơi, toang rồi. Một thông tin lại cực kỳ chấn động được cung cấp cho Hoàng Sáng TV. Và hôm nay em đã làm ngay cái video này để có thể kịp thời gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Có một thông tin chấn động là đã có những cái vết gọi là giằng co và ném đồ đó lên cái chiếc xà lan đó. Bởi vì nếu như mà không sơn sửa lại thì sẽ bị phát hiện. Đó, em mới đang thắc mắc ở đây là ủa tại sao mà lại phải sơn lại chiếc xà lan đó để làm gì? Hóa ra là cái hôm ấy mà ăn nhậu ấy quý vị nha, là em nghe đâu là có giằng co, đó có đánh lộn ở trong đó, có cái việc gì đó. Nếu như bây giờ ấy mà sơn một chỗ ấy thì không được. Thấy không? Sơn một chỗ thì không được. Bắt buộc phải sơn lại nhiều chỗ để gọi là thay đổi cái màu sắc để xóa cái dấu vết hiện trường. Mọi người đừng có nghĩ là ủa mắc mớ gì mà phải sơn lại, bởi vì em nói mọi người hả? Bây giờ cái vết thứ nhất là cái vết ném cái chai, đập cái búa, rồi là cái vết cào cấu gì đó, nó thay đổi cái màu sơn trên đó. Thì khi mà điều tra lại, mọi người thấy không, cái vết sơn này bắt đầu mới sơn lại sau cái hôm mà anh của chị Hà đăng cái hình ở Bộ Công an đấy. Đó, em nói mọi người nha, cái vết sơn xà lan của anh Tuấn là mới sơn cách đây có vài ngày thôi. Có nghĩa là trước đây á, là không có gì hết á. Đó, nhưng mà không hiểu vì sao cái anh nông dân anh mới que kể hôm qua là vừa mới sơn xong. Vậy thì em hỏi mọi người là khi mà nghe cái thông tin đó là anh của chị Hà ra đến Bộ Công an rồi, là bên anh Tuấn ấy là nghĩ ngay đến kiểu gì là bên đó họ cũng đến xà lan để khám, để xem xét hiện trường. Thì bây giờ anh Tuấn anh ấy phải xóa dấu vết là phải sơn lại. Và em nghe đâu nhá, là cái người chủ mưu ấy không phải là dì Năm đâu. Đó, mà là Dượng 10 với bà dì 10. Bởi vì sao? Bây giờ cái xà lan của anh Tuấn đó là do Dượng 10 và dì 10 quản lý. Bây giờ em đang nói mọi người rằng là khi mà nhìn thấy ông Dượng 10, dì 10 và anh Tuấn nằm ở trên đó, ngồi uống trà trên đó, em lại thương chị Hà vô cùng. Bởi vì cái vị trí đó là của chị Hà thì bây giờ đã không còn nữa. Đó, Dượng 10 đã thế vào cái chỗ đó rồi. Đó, mà bây giờ em nói mọi người là bây giờ ai là người có lợi nhất? Bây giờ quý vị và các bạn hãy nhìn vào cái vụ việc này đi. Bà Năm thì không có lợi gì, bà Năm thì ở nhà thôi. Đó, còn ông Dượng 10 là cái ông mà đang lái chiếc xà lan đó. Quý vị còn nhớ không? Những cái ngày đầu tiên khi mà chị Hà mới mất thì anh Tuấn không có trên xà lan, còn Dượng 10 và dì 10 đã lái cả tháng trời. Và anh Tuấn thì đi ăn chơi, đi bụi. Vậy thì em hỏi mọi người là ngay sau khi mà chị Hà mất đi thì Dượng 10 đã có việc làm, đã có nghề, đã chạy xà lan thế vào cái vị trí đó của chị Hà. Thì có phải là cái âm mưu này anh Tuấn đã tính toán với bà dì, với bà dì 10 ấy, đã tính toán với anh Tuấn và Dượng 10 để gọi là hãm hại, thì nó mới có cái cơ sự như ngày hôm nay. Nên là em nói mọi người tại sao anh Tuấn lại nói là Dượng 10 là người cột dây xuồng. Vậy thì hôm đó không phải là chỉ có một mình Dượng 10 đâu, mà còn có cả dì 10, Dượng 10, có cả anh Nhẫn nữa, và có anh Tuấn ở đó. Thì em hỏi mọi người là bây giờ cái vụ việc này, trước khi chúng ta thấy rằng cái vụ việc này nó xảy ra là chị Hà là cái người gọi là bị té chiếc xà lan đi, em cứ gọi là té đi, thì khi mà móc lên ấy thì cũng một mình Dượng 10 là người thông báo. Quý vị thấy không, tất cả là Dượng 10, là giống một cái gì đó là nó liên quan rất là chặt chẽ trong vụ việc này ha. Ngay từ cái việc là dây xuồng cột là do Dượng 10, thông báo chị Hà nổi lên cũng là do Dượng 10, rồi bây giờ cái màu sơn trên xà lan đổi cũng là do Dượng 10. Đó, em nghe đâu là anh Tuấn ấy ha, là bây giờ là chịu dưới sự chỉ đạo đó của ông Dượng 10 với bà Dượng 10. Em không biết ở đây là em nói mọi người là bà 10 và ông Dượng 10 là phải nắm được cái top gì đó của anh Tuấn. Nên là anh Tuấn bây giờ Dượng 10 nói một câu là phải nghe một câu, không dám cãi. Đó, em nói mọi người là anh Tuấn anh ấy gan lì lắm. Nhưng mà không hiểu vì sao bây giờ Dượng 10 nói một câu là ông im luôn. Em nói mọi người là bây giờ ông Tuấn lang làm mướn cho ông Dượng 10, chứ không phải là ông Dượng 10 đang lái thuê cho ông Tuấn đâu. Bởi vì em nói mọi người là trong cái vụ việc này là ông Dượng 10 phải được lợi gì đó thì ông mới có thể là giúp sức một cách như vậy. Bây giờ em nói mọi người nhé, cái tội mà bao che, che giấu thì em nói mọi người là sẽ đi chung luôn. Chứ em nói mọi người là Dượng 10 với dì 10 đâu phải ngu. Người ta cũng gọi là, người ta cũng còn lớn tuổi rồi, người ta cũng biết chứ. Người ta cũng biết cái nào là có lợi, cái nào là có hại. Và khi mà giúp anh Tuấn thì người ta sẽ được gì. Thì em hỏi mọi người rằng là bây giờ mọi người cứ nhìn vào xem đi. Đó, từ lúc chị Hà qua đời thì Dượng 10 đã thay thế cái vị trí lái xà lan, dì 10 thì đi chung với Dượng 10 và anh Tuấn cũng đi chung luôn. Vậy thì em hỏi mọi người là từ khi mà chị Hà mất đi á, cái tiền xà lan được bao nhiêu, có quý vị có ai biết không?
Rồi đến hôm nay, đó, tiếp tục lại thay đổi cái màu sơn trên xà lan. Để làm gì? Để gọi là tránh cho mọi người nhận dạng được cái vị trí đó, tránh cho mọi người tìm thấy cái bằng chứng. Em nói mọi người hả? Cái xà lan đó mà sơn sửa lại như vậy, sơn mới hết sang màu xanh như vậy, thì nó phải có cái gì đó người ta mới sơn. Chứ em nói mọi người, cái xà lan đi chở cát, đi chở cám, đi chở gạo, đi chở bắp, thì cớ gì mà phải sơn lại? Sơn lại để làm gì? Đó, em hỏi mọi người là bây giờ cái xà lan mà đi trên biển, trên biết biết, rồi bây giờ nó có cái gì đâu mà phải sơn lại? Nhưng mà không hiểu vì cái gì đó mà ngay cái hôm, à, em đã tìm được thông tin là ngay sau cái hôm mà anh của chị Hà đó ra đến bộ công an ấy, mà đăng cái hình lên một phát là hôm sau anh Tuấn đi mướn thợ sơn liền. Bởi vì là ở đây là em có nói mọi người là để xóa dấu vết. Có thể là ở đó còn cái vết rằng co, nó còn nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà khi mà không sơn lại hả, thì sẽ bị phát hiện. Mà nếu sơn một chỗ thì nó lại là lộ ra ngay, bởi vì nó ngay sau cái chỗ lái đó thì sao. Nên là anh Tuấn anh đã phải sơn lại toàn bộ xà lan đó. Bây giờ em nói mọi người, có ai mà tự nhiên rảnh đầu tư ra mấy trăm triệu để sơn lại cái xà lan không? Mà trong khi đó cái xà lan nó đã đóng rất là lâu rồi, mà chạy bình thường không có gì hết. Mà lúc chị Hà qua đời một cái là phải sơn sang màu khác. Đó, thì em nói mọi người là đây là nó có phải là cái điều gì đó hay không? Hay là để gọi là làm cái gọi là bùa ngải gì đó để cho chị Hà không biết đường về nữa. Bởi vì trước đây nó làm màu vàng, bây giờ sơn sang màu xanh rồi. Đó, em nói mọi người là nó phải có vấn đề. Không có tự dưng gì mà em nói mọi người là như vậy đâu. Nên là em nói mọi người rằng ấy, có thể sơn sang màu xanh là để xóa dấu vết. Có thể có cái vết cào cấu đánh đập rồi nó chảy xước gì đó ở trong cái buồng lái. Nên là bây giờ em nói mọi người là phải sơn lại thôi. Mà sơn một chỗ đấy thì người ta nhìn người ta biết ngay là tại sao mày lại sơn chỗ đấy làm gì. Mà cái vết sơn lên em nói mọi người là bây giờ cái vết thì nó đâu thấy được đâu. Nên là cái vết đó là để xóa dấu vết. Đó, cái thứ hai là mọi người có nhớ rằng là ở bên ngoài cái chỗ phao mà cái lốp xe đó, có hai cái lốp xe đã mất đi. Thì em nói mọi người là ông đấy cũng sơn, ông thay hết luôn rồi. Thì bây giờ em nói mọi người là biết ở chỗ nào nữa. Hôm bữa thì chị Hà mới nổi lên đấy ha, thì đánh xà lan đem đi sửa. Thì em nói mọi người rồi, cái xà lan không có hỏng, ông sửa cái gì? Đó, chỉ có hỏng bình, chỉ có mất hai cái bình không đề máy được thôi, chứ hỏng cái gì. Là chị Hà nổi lên đó, anh Tuấn anh nói là anh thương vợ anh nhất, anh thương vợ anh lắm, ai nói vợ anh là anh bình. Lúc xác vợ nổi lên, anh không hề là anh lo đem cái xác vợ về để làm tang lễ cho vợ, mà anh lo bảo dưỡng chín ấy, là kè cái xà lan của anh Tuấn đem đi sửa. Đó, em nói mọi người à, là sau cái thông tin mà chúng ta biết được rằng là để xóa dấu vết, để bán xà lan cho Dượng 10, thì em nói mọi người là Dượng 10 và dì 10 mới là cái yếu tố quan trọng. Bởi vì chúng ta hãy nhìn đi, từ cái lúc chị Hà qua đời đến nay thì anh Tuấn có lợi là đúng, bởi vì anh Tuấn đã giàu lên trong thấy rồi, đúng không? Có 10 tỷ, đó, 5 tỷ giá trị xà lan và có thêm vàng, bạc, tiền rất nhiều. Em nói mọi người là cái vấn đề mà chi tiền ra để sơn xà lan chưa biết tiền của ai. Cái yếu tố thứ hai là Dượng 10 và dì 10 biết rất rõ cái điều này. Bởi vì là dì 10 cũng có nói rằng là lúc đó xui, đó, lúc đó xui 12 giờ không có chiếc ghe, chiếc xuồng nào chạy qua hết á, thì dì 10 cũng phải có mặt ở đó. Còn Dượng 10 thì nhiệm vụ cao cả, cột dây xuồng hộ anh Tuấn. Thì lúc đó em nói mọi người là chả có lẽ nào, đúng không, mà tự nhiên Dượng 10 lại có mặt trên xà lan của anh Tuấn mà lại không có dì 10. Thì em nói mọi người là cái vụ việc này là phải có dì 10 và Dượng 10 tham gia. Nhưng mà em không hiểu vì lý do gì đấy ha, mà bây giờ là Dượng 10 với dì 10 sợ, đúng không? Dượng 10 dì 10 bây giờ sợ là bảo phải sơn sang cái màu xanh, đừng để màu vàng. Màu vàng là màu của con Hà đấy, quý vị thấy không? Là chị Hà chụp với cái bông hoa vẫn là màu vàng, đúng không? Rồi sau này là cái màu sơn của cái xà lan vẫn là màu vàng. Nên là bây giờ anh Tuấn bắt buộc phải sơn cho cái màu sơn khác. Một phần là để xóa tất cả các dấu vết tại hiện trường. Cái thứ hai là phải nghe theo ông Dượng 10. Em nói mọi người là cái vụ việc này nó không hề đơn giản đâu. Nó phải có cái điểm gì đó khuất tất ở đây thì nó mới như vậy. Tại sao các anh nông dân có nói rằng là anh Tuấn nói là lên xà lan chỉ quay được 20 phút thôi, không cho quay lâu. Đấy, là không được nói gì hết, là chỉ có quay thì quay thôi. Nhưng mà anh Tuấn quên dặn là mày đừng có nói là xà lan tao mới sơn, chứ nói vậy là lộ hết. Đó, sau cái thời gian em nói mọi người là khi đăng lên, bây giờ mọi người đã biết được rồi là anh Tuấn thực ra anh ấy đã sơn lại cái xà lan sang màu khác để làm gì? Để đi ngoài đường người ta đâu có biết anh Tuấn là ai nữa, đúng không? Để người ta không nhận ra anh Tuấn là ai, để người ta thấy rằng là đây không phải là xà lan của thằng Tuấn. Đó, vậy em hỏi mọi người là khi như vậy thì anh Tuấn anh ấy sơn lại cái màu đấy để làm gì? Có phải là để anh ấy né tránh ha, anh ấy né tránh đòi bán không? Đó, có nhiều người cũng chia sẻ với em bảo là anh Tuấn anh ấy bán làm sao được? Thì 3 tháng nay anh Tuấn kiếm mấy trăm triệu để đâu? Cháu Linh cháu Sơn có được đồng nào đâu, đúng không? Anh Tuấn đã chia nhau với Dượng 10 dì 10 hết rồi. Đến bây giờ chúng ta vẫn đang thắc mắc ở đây là
À, anh Tuấn ấy, à, là bây giờ ấy là có về cái lễ 100 ngày hay không? Nhiều người chia sẻ là trong cái lễ 100 ngày của chị Hà, anh Tuấn sẽ trở về cùng với rất nhiều người. Đó, có thể là gây hấn gì đó, về nó xảy ra đụng độ, nó liên quan rất nhiều vấn đề. Bởi vì em nói mọi người là mấy cái lễ, ví dụ như là từ 49 ngày, đúng không? Là 7 ngày là anh Tuấn không có về. Và tất cả gia đình với anh Tuấn, từ bà Năm, bà Mười, rồi mẫu hậu của anh Tuấn, không có một ai về thắp một nén nhang. Đến cái video mới nhất bà Năm cũng lên chia sẻ là bà Năm là người thương chị Hà nhất, rồi là thương hơn con mình. Vậy mà em nói mọi người là một cái điểm lạ này, là dì Năm có nói là lúc đó dì Năm có báo cho cháu của dì Năm, để cháu dì Năm là mới gọi cho thằng Nhi. Đấy. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao dì Năm có thể báo được mà dì Năm lại không báo cho bên đó biết, mà dì Năm lại bảo là phải gọi cho cháu, rồi cháu mới gọi cho thằng bạn của thằng cháu, là sao dì Năm? Đó, có phải đây là một cái sự việc là dì Năm đang gọi là đang khai ra một cái gì đó để chạy tội cho bản thân mình không? Đó, bên chị Hà có nói rằng là 3 giờ chiều là bên chị Hà mới biết. Vậy thì em hỏi mọi người là đã mấy tiếng đồng hồ không ai biết, anh Tuấn thì không dám điện về nhà, anh Tuấn không dám gọi cho mẹ chị Hà, thì chúng ta đủ hiểu rồi đấy. Tang lễ không dám về. Quý vị có thấy ai mà vợ mình mất mà mình về thắp một nén nhang, đội mũ rồi đi xe giống như một người dưng không? Đấy chỉ có anh Tuấn thôi. Nhìn những cái điều đó chúng ta đã có sự nghi ngờ rồi, đúng không? Đến ngày hôm nay tất cả chúng ta đang mong muốn rằng là sẽ có cái kết quả cuối cùng, có nghĩa là vụ việc của anh Tuấn này khi nào mới kết thúc đây, đúng không? Và khi nào mới có kết quả đây, bởi vì là bây giờ mọi người cứ theo dõi mãi là 3 tháng trời rồi, công bằng chưa lấy lại được cho chị Hà, rồi chị Hà cũng đã ra đi rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy công an họ điều tra, cũng chưa thấy bắt hay chưa gì hết. Thì em vẫn nói với tất cả mọi người rồi là bây giờ bằng chứng đã có, kết quả bây giờ cũng đã có, nhưng mà anh Tuấn đang thay đổi cái hiện trường như vậy là đang xóa cái dấu vết. Thì em cũng nói với tất cả mọi người là chắc chắn là họ sẽ phải điều tra chứ, làm sao mà có thể là không điều tra được. Bây giờ cái xà lan của anh đang là màu vàng, anh chuyển sang màu xanh là có ý đồ gì, hay là anh muốn xóa dấu vết hiện trường, đúng không? Bởi vì là hai vợ chồng nghe đâu là cãi nhau từ buổi trưa đến buổi chiều rồi đến tối. Đó, hai vợ chồng cãi nhau đến tối, rồi là chính cánh anh bên kho cám cũng đã nói là 12 giờ đêm anh đi báo công an. Vậy thì tại sao gia đình của bên anh Tuấn lại phải nói dối sang 12 giờ trưa? Đó, những câu nói đó thì không thể nào nói lại được, bởi vì anh đã nói ra thì không thể nào giấu được, bởi vì hai người cùng nói. Thì em nói mọi người là cái vụ việc này nó phải có cái gì đó bí mật, bí ẩn thì nó mới có cái câu chuyện như vậy. Chứ làm gì có cái chuyện mà ở đây em nói mọi người là hàng triệu người người ta bức xúc, đâu phải là họ vu khống cho anh Tuấn đâu. Nếu như anh Tuấn không có điều gì đó khuất tất thì không bao giờ ai nghi ngờ. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có một điều thắc mắc là 12 ngày nằm ở dòng sông mà nổi lên đúng chỗ chìm thì nó mắc phải cái gì? Cái gì đã neo đậu cái xác đó 12 ngày thì vẫn chưa có câu trả lời. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc nhất, là trong phổi không có nước, trong miệng không có nước mà lại qua đời vì ngạt nước. Đó, 12 ngày mới nổi lên nhưng mà lại nổi lên đúng chỗ chìm. Dòng sông sâu 25 mét, xà lan của anh Tuấn tự nhiên đạp hết ga hư. Đấy. Một cái điều cho em nói mọi người là nó giống như trong phim, nó không có thật nhưng anh Tuấn vẫn nói để cho thành trở thành hiện thực. Anh Tuấn đã đi sửa xà lan mà anh Tuấn không có lo tang lễ cho vợ mình. Anh Tuấn nói là không dám về, không dám báo, không dám làm gì hết á. Anh Tuấn sợ. Thực ra quý vị thì nghĩ xem anh Tuấn có sợ ai đâu, đúng không? Quý vị có thông tin gì quý vị khán giả nhớ là bình luận cho em ha, cũng như là nhắn tin cho em hay là bình luận bên dưới video này, giúp em có thể động lực ra thêm nhiều clip mới, và em cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất để gửi cho tất cả quý vị khán giả. À, trong những cái thông tin mới ngày hôm nay thì chúng ta đang đợi chờ ha, là sẽ đến cái ngày 100 ngày lễ của chị Hà để xem anh Tuấn có xuất hiện hay không, để xem có giống như cái gì mà chúng ta đã nắm được là sẽ có biến căng hay không, rồi là xem anh của chị Hà có xuất hiện hay không, để xem mẹ của chị Hà sẽ như thế nào, cũng như chúng ta sẽ đợi chờ một cái kết quả cuối cùng là liệu là có biến xảy ra và anh Tuấn có thực sự là sẽ không liên quan hay không. Thì chúng ta vẫn phải đợi chờ quý vị nhé. Và video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem hết video này, cũng như là bình luận để ủng hộ giúp em quý vị nhé. Rồi em xin dừng video ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Chào mọi người nha. Chào mọi người.